Khi tôi đi rồi em buồn khóc gió mưa có về gợi nhớ nhung thêm ngày vui còn biết đâu tìm tình yêu dần chết em liền hoang lạnh từng đêm khi tôi đi rồi em ở nơi nghĩ như cõi đời là giấc chiêm bao tình yêu vừa thắm muôn màu vòng tay vừa ấm hôm nào bây giờ đành bỏ nhau những đêm ngồi trăng pha đời ngỡ là giấc mơ phai những đêm ngoài trời đổ mưa tình yêu hai đứa còn hơn dòng tố hơn bão bùng hơn gió mưa xa nhau lâu rồi em còn những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không thuyền xưa giờ nếu xuôi dòng người xưa giờ nếu theo chồng thôi còn gì mà hello anh chị anh em ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu anh em con vàng Onkyo model là FR7RXDV anh em ha. Thì chức năng con này là DVD và CD và CD của mình là nó không đọc anh em ha. Lúc trước nãy em test thì lúc đọc lúc không, coi như không đọc ha anh em. MD mình hát tốt ha. Mình kết nối cổng bên ngoài với mình có cổng quang luôn anh em ha. Cổng line cổng quang. Ở đây là mình đang test cổng line ha anh em. Thì con này thì ăn bãi về ngoại hình rất là đẹp anh em. Thì ăn chuyển về nó bị cắn ngay nút chỗ này thì nó bị nứt lằn mạch ở trong thì mà em đã hàng lại rồi anh em ha. Lằn nút này là chỉ chỉnh cho cái nút qua bài thôi anh em ha. Thì ví dụ như mình lúc em không hàng lại thì vẫn hát bình thường cổng la lai với cổng MD anh em ha. Ngồi nhìn trăng sáng ở là giấc mơ phàng những đêm ngoài trời đổ mưa tình yêu hai đứa còn hơn dòng tố hơn bão bùng hơn gió mưa xa nhau lâu rồi em còn những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không thuyền xưa giờ nếu xuôi dòng người xưa giờ nếu theo chồng thôi còn gì mà ok. Thì tiếp theo mình test chức năng của MD ha anh em. MD này là mình có được mình ghi đĩa rồi thoải mái luôn em ha, ghi đĩa chép đĩa là xóa đĩa ok hết ha. Bài này ha.
phải chuyển, đây là mình chuyển kênh anh em, đây là mình chuyển kênh ha. Em thằng tab ha, line ha, audio là cổng quang anh em ha, DVD MD FM này không biết là để mình sử dụng sao luôn ha. Nó có cái khiển mình chỉnh được hay sao đó, em không có nghiên cứu cái này nữa. Lòng mình tan nát rồi, tình chết từ đây giờ ở hành trang xếp xong hết rồi, mai sông hồ kết bạn lắm ta không duyên số thì đành thôi, chúc người đẹp duyên. Ok anh em ha, thì con này là hàng bãi về anh em, hàng rất là đẹp ha. Thì con này thì em thanh lý cho anh em giá rẻ ha, mình về mình nghe AUX hay là mình cứ nói cũng quen mình nghe TV rồi ha, mình rất là đẹp, giá là 1.650.000 anh em ha. Mình cảm ơn anh em đã xem video ha.